thấy nữa. Khó nhỉ. Ủa con kia cay ít quá. Em ăn đầu mùi rồi. Thế tự dậy được kìa. Nó phải cay được chứ. Nó cay có được đâu. Nó tự dậy có khi cục phiền hơn. Chị cứu á. Có phiêu nhanh thế. Thì là chủ tế mà. Chắc tí em ôm nó em cay luôn á. Nhưng mà còn không có máy dở nữa đúng không? Không. Ủa bà chuẩn à? Chị ơi! Đau buồn. Chịu nha. Quá nhiều đau buồn. Bài lết này đạp hết rồi không? Không, nó lại chạy rồi. Đánh! Đánh nó! Đúng rồi! Không có đánh đâu, bạn không tin bị lỗi á. Chị làm máy, chị okay. Đứa đi bê bê các thứ đi, mình chỉ đập máy được rồi. Rồi, à, tính đâu bờ à? Đứng, tôi đứng lên là đạp, đứng lên đạp. Đỡ giùm nó, khai tái. Thằng kia đi bê bê đi, À, đang bê bê, Thôi. Quay lại bạn ơi, quay lại. Chị gọi vòng xa cho em nhé. Đúng rồi, không không, chị đạp máy. Còn đạp máy á. Đúng rồi. Hay. Nó có phép gì? Hả? À, nó đổi phép chắc tê lê hỏi xanh rồi. Tê lê. Đúng rồi. Dậy đi bê tiếp đi, ôm nó cay luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, ôm nó cay luôn, đúng rồi. Ôm nó cay luôn. Má xe to là cái bãi cay khó không vậy? Lấy cái cay. Rồi, cố lên bạn ơi, một tí nữa thôi. Cứ rồi thôi. Một tí nữa thôi, 85. Cái. Ai rồi. Rồi ok. Gọi cái gì nữa? Ơ cứu mình rồi. Lên. Em sang ngửa thì gọi bằng sai. Thấy tội quá. Chịu. Ôi vẫn chết kìa. Đâu bắt đỏ. Mở kịp không? Không kịp. Thôi đừng mở. Tê lê luôn rồi. Hiêu em này, coi hiêu em này. Tê leo, hiêu em. Phòng xe này. Hiêu full luôn, hiêu full được. Rồi, biết rồi. Giờ nó qua đây thì đằng kia. Bên kia mà có bên kia. Mà chỉ có họ tới thắng thôi. Không mắt đỏ đúng không? Nó dí luôn thằng kia rồi. Thế thì hiêu luôn đi. Thôi, con này nó khai ít quá. Ê, trên ta ghét rồi kìa, thế giờ mình mở cổng nào. Chị ta ghét thì cứ mở cổng thôi, sao chị mở cổng em? Em mới tự dạy rồi, em không mở được. Mà nó trên ta ghét thì ai biết được nó thấy cổng nào? Từ nào, giờ chúng ta phải tìm hầm, hiểu không? Hầm đây này. Thế chị có thể chạy ra cổng kia luôn cũng được. Em chỉ tìm hầm, ra cổng kia, chị đi ra hầm cổng kia. Hầm đây này, hầm đây này. Chị ra cổng kia đi, chị chạy ra cổng kia đi. Ra cổng kia, ok. Nó không mắt đỏ mà. Ủa, đang dưới thằng Madison mà. Ở dưới Madison mà, trời. Sao bên kia ta ghét như đúng rồi vậy má? Ai? Chị ơi, đây, đặt vào cho nó quay cổng này. Đây. Không, chị phải đặt vào boss cho nó quay cổng này ấy. Không có. Hết bằng rồi. Hết mi này, đây. Ôi giời ơi! Rồi, đi trước đi. Hai đứa bê đi trước đi. Rồi. Mày lát kiểu gì? Anh như mẹ. Đúng rồi vậy. Mày lát kiểu gì? Thôi ra đi. Oh, Bender. Phù
không đi hưu, cái biết. Tội không đi hưu giờ cài. Này thì có tội không đi hưu. Ủa tính ra hồi nãy nó có thể qua chị để hưu mà. Ừ nhưng mà nó không chủ động qua chị thì chả này thì phải chủ động qua nó, mắc gì chị phải chủ động qua nó đúng không? Nó là đứa bị thương mà. Nó gì lên đây rồi vậy? À chắc đang nghĩ tao ga với bạn mày vậy không? Bạn mày cao như thế cũng tệ hơn tao nữa. Thật sự luôn. Này đặt cái chanh ra là chết nè. Ít nhất là không bị ăn đánh là được. Nhanh không chịu chết, nhanh không chịu chết. Rồi nó chết mẹ rồi. Nó chết chứ mình có chết đâu chị. Bây giờ chị kiếm cớ đi, chị kiếm cách chị xuống đi, em sẽ đứng đây cho nó. Nhưng mà sợ nó xuống, nó chui dưới luôn á. Nó là Panther mà cứu thì nào chứ. Không, đứng dưới cạnh, đứng hít sọ được, em đứng hít sọ được không? Không chị ơi. Ờ được. Không có 6 giờ mà. Không có 6, nhưng mà chị có thể móc từ tàu chơi xuống dưới. Đấy đi. Này nhá này. Ôi từ. Thôi chết mẹ. Lên được chưa? Lên được, còn bọn em có lên được không là bắn được. Chỉ cho em cái vòng, lên này. Vui. Hết vòng rồi. Hưu chị đi. Hết vòng rồi nhưng mà hết cai cỡ rồi thì có 6 mà lên. Chị cũng nói sao đâu. Đứng canh ở dưới đó. Thôi em cứu, nha. Không có cứu gì tầm này hết á. Đi. Làm sao? Chị hết vòng rồi. Chị lên dòng xa đi, chị chuẩn bị đi là vừa. Kệ nó đi. Nó nghe tiếng to nó không dám lên đâu. Kệ nó. Kệ nó. Dọc xa để chị di chuyển đi thôi. Bên kia máy cũng ra rồi mà. Bye bye bạn. Chơi game hai người cũng được. Hai người chơi lười, kinh luôn đó. Ba máy hai người. Máy đi 83. Máy trên thuyền cũng được khá. Còn một tiêu nữa. Nhân viên 70 rồi. Em sẽ end được cái máy đấy đi. Em nghĩ em cũng được. Nhưng mà nó không có biết nó ra đây hay không. Giờ chị sẽ vòng lại trên thuyền. Em đứng ở xa xa chị gọi vòng xa tiếp. Ok, đứng ở nhà nhỏ đi chị. đợi chị lên thuyền. Chị vào lên thuyền rồi. Thì từ coi nó đây. Ờ, điệp mẹ nó qua nhà nhỏ. Thầm giữa map này. Nó đang ra giữa chị. Bỏ luôn cũng được. Bỏ đại đi. Sao không đổ tên. Không, từ. Nó ở đây với em. Nó ở đây với em. Mà nó cứ nhà cam vòng vòng cái máy này nè, tại vì em mới làm máy đó. Ừ, nhưng mình thấy một máy trắng mà. Ờ, thì nó đi đâu? Không, nó vẫn đứng ở chòi biển, Thế em có nhận vòng xa được không? Được, em nhận xong em trả luôn. Thế thì phí cái vòng xa. Thôi, khỏi. Ô, nó lên đây rồi. Cho nó lẹ thế. Mất mạng điện tài. Giải máy. À không, mất dấu tay rồi. Chị gặp bằng sai cho em nhá. Ủa, được. Ở đây. Từ, nó đang ở đây. Chưa. Ôi, nó thấy chị rồi. Đang giải mã chị ạ. Cô ba. Giờ chị gọi bằng sai là không có kịp. Em giải máy mới đi, giải máy này gần xong rồi, giải máy mới. Đây đang giải máy mới nè. Máy của em lúc đầu cũng đục. Ngày đầu em nghe chưa. Mình chồng bỏ lên cuốn gì.
ca thuyền đúng không chị? Được rồi, khó quá. Chỉ là chị coi thuyền. Chị rời khỏi cái thuyền nhá. Ừ, nó đạp kìa. Không được rồi. Chị chạy khỏi cái thuyền, em lên thuyền đi, chị chạy khỏi cái thuyền. Chạy. Khó quá em. Em cũng phải lăn. Không được rồi. Không được, không táp được, canh táp con sát khó ghê luôn á. Khó mà. Em vừa em giải nốt máy đi, nó treo chỉ gần thuyền. Cứu được, tôi giải nốt máy đi, 90 rồi. Treo chị ở bờ biển này. À không, ở ngay dưới thuyền luôn. Cứ xong máy xuống ấy. Cứu chị, xong máy xuống cứu chị. Nó đi lên thuyền đường ngoài, xuống đường trong, đừng leo mạnh, leo nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Và nó đổi ra máy mới cười này. Nó còn không có 3 giờ mà đổi. Rồi em lên thuyền. Để chúng ta. Rồi được kịp. Ôi. Đây được không? Mẹ không kịp. Ở đây. Trời, chị có mà chị có tát nhưng mà chị không có xài được. Chị không canh nổi cái con sáp này luôn á. Dạ. Chị không canh nổi con sáp này luôn á, thế. Khó vãi. Mò xuống. Nó lên rồi. Vậy nó thấy em luôn. Thấy luôn là khó nhờ. Ôi, còn đấy chị có tát nhưng mà chị không bấm kịp. Chị cũng canh rồi nhưng mà chị không thể bấm kịp với con sáp. Thật sự luôn á, không hiểu. Có ba sọ kia giật sọ, à không cứu chị được. Hầm bờ biển, à hầm rửa mắt, đúng rồi. Nhảy đi. Ôi, nhảy toàn là một gì đó quá cố gắng rồi á. Khi mà có hai chơi game hai người ba máy á. Hai em. Bà linh quá.